Hôm nay shop xin giới thiệu bộ sản phẩm nâng cấp động cơ dành cho anh em 67 CDCL Charlie Cup bài độ đang hot nhất hiện nay. Đó là trọn bộ combo đầu lòng dên, đầu lòng nhỏ 49cc, làm bài trái 54, dên 110, đồ tiện lò gia công hiệp 303. Toàn bộ là đồ bên mình làm hết. Đầu là đầu MD làm lên, đầu MD zin làm lên. Lòng 49cc, form nhỏ, đi thớt lòng 13 ly để thành lòng dài 76. Đầu gia công theo bài, trọn bộ nó đầy đủ như hình. Anh em mua về là gắn thôi. Giá trọn bộ này của mình là 3.6 triệu. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp shop để mua hàng. Full đầy đủ cam cò, lò xo đầu, bích tông bạc 54. Toàn bộ là đồ tốt, đồ xịn.